Không được, anh được chào anh. Chào thế anh em nha. Chào anh em những tín đồ mê đọc sách. Mình đang ở chỗ phòng trưng bày của SU đây. Bây giờ mình sẽ chuyển cái camera qua nha, mình sẽ show cho anh em một chút về bên chỗ SU. Một cái nơi rất là đẹp anh em, một cái nơi mà cái quán cà phê rất là đẹp, có những cái phòng trưng bày. Đây mình sẽ show ra cho anh em đây. Đây là ngày ra mắt đầu tiên. Ha, mình sẽ view cho anh em một chút. Thiếu nhi thì những cái bảng này rất là thích thú nè. Đó, những cái thì cụ để mà dạy thiếu nhi rất là thích thú nha anh em. Hy vọng là các cô giáo thiếu nhi sẽ đặt cho trên chỗ SU được. Cái này là thì cụ dạy nha anh em. Thì cụ dạy. Anh là thi công cắt. Đó. Rất là tỉ mỉ nha anh em. Có thể tô màu. Đó. Có thể tô màu. Trường chủ nhật cho thiếu nhi. À. Báo anh em biết đó là mình mua cũng một bộ kia rồi, còn một số sách của thiếu nhi rồi. Hy vọng là các cô giáo sẽ gửi nhu cầu lên. Gửi nhu cầu lên để mà mua những cái cuốn sách để cùng học với thiếu nhi. Nhưng mà cái này là hình như là SU cũng ra bên cái phần mềm đúng không? Dạy ở file đúng không? Thì nếu mà là giáo viên thì sẽ có một file, một cái đường link và trong đó sẽ gồm có vài cái hướng dẫn thì có. Trong thực ra trong ở đây giống như là cái này là cái quyển dành cho giáo viên thì trong này đã có rồi, nhưng mà sẽ có thêm một cái đường link nữa, trong cái đường link khác muốn giữa tài liệu và cái đường link file thì giá cả nó như thế nào? Khi mà nếu mà giáo viên dùng một khóa thánh như vậy á, năm như vậy là 2 triệu, là gom tất cả, bao gồm tất cả luôn. Thì cụ dạy bài với lại thì cụ dạy bài mà những cái chẳng hạn như những cái này thì cụ dạy bài với lại bên kia có một số còn cái nào mà gọi là in ấn thì SU sẽ gửi cho mình cái file để mình in ra lại. Mình in ra thôi. Thì có đó, phần giáo viên là mình sẽ có cái cuốn tài liệu cẩm nang như một cẩm nang, thì cụ các đường link bài hát múa rồi những cái video. Đây là phần mà tài liệu học kinh thánh 66 sách. Rất bổ ích cho anh em sau khi mà mình học về cái chương trình của LMC á, thì nó có phần kinh thánh lược khảo nè, hoặc là thần học căn bản nè, thì có những cái chủ đề nó một phần nhưng mà rất là thu hút nha. Còn cái này là mà các bạn mình sẽ khám phá được 66 sách, những tài liệu có liên quan đến Đấng Christ, học đố hay đấy. Phần này phần khám phá nha anh em, rất là thu hút. Hôm nay mình mua một bộ rồi, hy vọng là những tín đồ mà thích đọc sẽ mua được nhiều. Bên này thì học về 100 nhân vật này nó có 3 cuốn nha. Thiếu nhi có 3 cuốn và tìm hiểu là 100 nhân vật trong Kinh Thánh, thì cái này nó có cũng 3 cuốn nhưng mà dành cho người lớn. Cái này dành cho người lớn, cái cấp độ hiểu nó sẽ lớn hơn, cao hơn một chút. Đó, nó sẽ cao hơn một chút so với thiếu nhi. Rồi liên hệ ngay anh em 36/31 Nguyễn Gia Trí. Ngày đầu tiên mà ra mắt thì cũng khá là đông khách anh em. Rồi xin Chúa ban phước cho thầy anh em nha. Anh em xem video này nhớ ủng hộ. Thank you.